Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 1 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Quay trở lại tình hình giá mít Thái ngày hôm nay thì thưa với quý bà con là giá vẫn không có biến động gì ha bà con ha, vẫn nằm ở mức rất là thấp. Một số vựa ăn hàng, một số vựa thì ngưng. Thì chỗ nào mà có vựa thu mua thì anh em thương lái vẫn đi mua được ha bà con. Dĩ nhiên là số lượng mua là nó cũng ít và cách lấy hàng cũng rất là khó khăn, chứ không thể nào mà dễ dàng như trước được. Và hiện nay thì vựa nào ăn hàng thì vẫn có giá phân loại. Tuy nhiên gần như là 99% là không có vựa nào mà lấy mít nhất hết đó bà con. Mít là rớt xuống kem, kem lớn, kem nhỏ hết ha bà con ha. Thì hiện nay giá mít kem là dao động là từ khoảng là 2 cho tới 5 hoặc là 6 ngàn đồng tùy nơi. Đó thì thực sự mà nói là giá mà 5-6 ngàn trong thời điểm này là cực kỳ hiếm luôn. Đó là giá tại vựa nha bà con nha. Thực sự còn anh em thương lái đi mua đó mà đa phần là mua xô hết. Và giá mua xô bây giờ là dao động từ khoảng 1 cho tới 3 ngàn đồng. Đó. Thì bà con mình nắm cái tình hình giá hiện nay là như vậy để mà bà con là bớt hoang mang. Tại vì thật ra mà nói là có nơi mà vừa thu mua anh em thương lái đi mua thì bán được cũng có thu nhập chút đỉnh. Còn chỗ nào mà không có vừa mua thì anh em thương lái không có đi mua được, hoặc là có mua thì cũng mua ít và số lượng rất là ít, cũng như là cái giá rất là thấp, thì nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhất định. Cho nên bà con là thông cảm, tại vì cái sự chênh lệch này ha, tại do hiện tại là chúng ta rất là khó khăn bởi tình hình dịch bệnh, cũng như là xuất khẩu không có được, cho nên là bây giờ bán nội địa thôi. Thì tùy cái mức độ tiêu thụ nội địa ở cái khu vực đó mạnh hay yếu thì nó sẽ kèm theo cái giá. Thì kênh Nhà Nông báo giá trong cái khoản đó cho bà con thì nó sẽ có một cái sự chênh lệch ha. Bà con lưu ý với một kênh Nhà Nông Miền Tây đó. Hôm nay thì kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục không báo giá phân loại đến bà con, bởi thật ra mà nói báo giá mà không có mua được cho bà con thì cũng buồn. Cho nên là giá anh em đi mua thực tế như thế nào, kênh Nhà Nông Miền Tây báo như vậy cho quý bà con. Rồi, nhắc lại với quý bà con, hiện nay là anh em thương lái mua xô tại vườn dao động là từ 1 cho tới 3 hoặc là 4 ngàn đó. Còn mà kem thì dao động là từ 2 cho tới 5 hoặc 6 ngàn ha bà con ha. Đó là kem lớn, kem nhỏ. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn và xin kính chào.